Được mẹ yêu Đống Tùng gỡ mang theo cho mấy con chuột đồng, làm cái món chuột đồng xào rau găm đúng chắc miền Tây ăn ngon nhất cái nách luôn. Thì ta nói cái số của nhọn là cực khổ là có nhiêu đây thôi nè. Lúc hổm soạn đồ về quê chơi là na theo có một cái cặp đồ để đem về quê à. Mà tới lúc đảo lên thì ta nói thì thôi luôn nhé. Được mẹ yêu đóng đồ gỡ mang theo quá khứ luôn rồi. Nhọn có kêu là mẹ ơi đừng có đóng đồ mang theo nhiều quá. Con ở trên chợ là mất lên cái cầu thang nữa, ghênh lên nặng dữ lắm. Mà mẹ nói thôi đi mày ơi, có chút xíu đồ mà nặng nhọc gì, để mẹ đóng nhiều nhiều mang theo lên chợ ăn cho nó đã, khỏi mất công ra chợ mua ăn đồ đồng thấy sướng hơn không. Thờ gửi ta nói đúng là mẹ yêu của con. Mà tới cái khúc á, con lên tới trên đây rồi, con na con xách mấy cái thùng đồ lên cái cầu thang lên trên nhà của con là con muốn sủi đủ bại luôn. Đi xe vừa mệt còn na đồ lên thêm cái nữa, na đồ lên là đã mệt rồi còn khui đồ ra còn mệt dữ hơn nữa. Cái gì mà mẹ đóng theo quá chừng đồ luôn. Lúc đầu nhỏ nghĩ là đâu có nhiều tới nỗi gì đâu, mà ai dè khui ra rồi mới thấy quá khứ nhiều. Gỡ mang theo cú này chắc ăn thêm một tháng nữa mới hết quá. Xem được cái cảnh mà nhọn khui đồ được ba mẹ gỡ theo gì nè, thì có ai xem được mà cảm thấy nhớ quê, nhớ ba nhớ mẹ không. Nói chứ cũng gần tới dịp lễ rồi, tranh thủ sắp xếp về quê chơi nghe. Cái chừng nào mà đi lên ngược lại đó, cái kêu ba với mẹ đóng đồ đem theo giống nhọn gì nè. Thờ ơi ta nói nó đã đồ ăn quá khứ nhiều luôn rồi, không biết làm sao mà để ăn cho hết đây. Có ai ăn tiếp nhọn cho nó mau hết không, nhọn gỡ cho dài bọc. Muốn ăn cái gì thì chọn nha, ở đây có cá nè, có thịt nè, có trái cây nè. Còn nhọn là nhọn chọn trước nha, nhọn chọn ăn trước mấy con chuột đồng. Ta nói chỉ có về quê là mới có chuột đồng ngon để ăn thôi, nhưng mà về tới dưới chưa có kịp ăn nữa, cho nên là khúc lên nè kêu mẹ mua vài con gỡ mang theo đem lên trên đây làm mấy cái món dân dã miền Tây mình ăn cho nó đỡ thèm. Chừng nào có dịp về nữa mà ngay chăn mùa lúa, cái mình bắt mình nướng chao mình ăn lúc đó nó ngon hơn nữa. Còn bây giờ ở trên đây không biết làm cái món gì ăn cho nó ngon luôn. Vô lục lục cái tủ lạnh thì gặp được cái bọc rau găm mua cả tuần lễ, hình như là từ bữa nhọn về quê tới bữa nay luôn á. Mà sao mấy ảnh còn tươi quá nè, chắc còn ăn được á. Thì mấy con chuột đồng nhọn sẽ rửa cho sạch rồi mình ra mình lặt cái mớ rau găm. Thì cái mớ rau găm này nó cũng dai thì chứ, nhiều khi nói mọi người không tin á, chứ nhọn bỏ trong cái tủ lạnh bỏ quên có tuần nay luôn, mà nó vẫn còn tươi xanh, vẫn còn ăn được nha. Còn cái mớ chuột đồng thì hồi nãy nhọn cũng đã rửa cho nó sạch rồi, đợi cho nó ráo nước cái nữa là mình sẽ đem ra cắt miếng nhỏ nhỏ. Chuột đồng mùa này đang vô mùa lúa chín, bởi vì nó ú nu à, con nào con nấy cũng đều có mỡ hết trơn, ăn chắc ngon chắc béo lắm đây. Thì giờ mình sẽ cắt ra mấy miếng nhỏ nhỏ vừa ăn, xong rồi mình sẽ đem đi tẩm ớt trước, cho hết cái mớ chuột đã cắt rồi cho vô cái tô. Mình sẽ nêm vô một tí xíu tỏi băm, một tí xíu đường, một tí xíu bột ngọt, một tí xíu tiêu, kèm theo đó là một muỗng nước mắm và một tí xíu dầu hào. Dầu hào sẽ giúp cho cái chuột của mình nó thơm và nó sẽ có màu. Gia vị nêm nếm thì tùy theo khẩu vị của mỗi người nha. Ốp cái phần thịt chuột xong rồi, nhọn sẽ để đó cho thấm trong vòng 15-20 phút. Trong thời gian đó, cái mớ rau găm cũng đã lặt xong rồi, mình sẽ đem đi rửa. Sẵn đó mọi người cho nhọn hỏi mọi người một câu nha. Đó giờ ở đây có ai đã từng ăn cái món chuột xào rau găm lần nào chưa? Chứ còn nhọn, đây là lần thứ 2 nhọn được ăn luôn á, mà là tự làm nữa chứ. Rồi thì sau 20 phút cái phần chuột mình ốp cũng đã thấm. Giờ là bắt cái chảo lên, cho vô một tí xíu dầu, rồi thảy vô một tí xíu đường để nhọn thắng nước màu nha. Khi nào cái phần đường chuyển sang màu cánh gián là mình sẽ cho tỏi vào phi cho nó thơm. Xong rồi mình cho cái mớ chuột hồi nãy mình nốt đó cho vào luôn. Rồi mình sơ qua sơ lại cho thịt chuột nó săn, nó chín lên là được. Chưa có để cái phần rau găm vô nữa, mà ta nói cái phần thịt chuột mình xào nó thơm dữ dằn luôn á. Đúng là một cái món dân dã ở miền Tây, ta nói nó thơm bắt mắt gì đâu. Rồi thì xào cái phần chuột nó đã chín hết trơn rồi, mình cho hết cái phần rau găm vào luôn. Rồi rồi khúc này sơ qua sơ lại vài cái nữa là gấp lên dĩa. Thì cái món chuột xào rau găm nó cũng dễ làm quá hén, nhưng mà không biết có đúng công thức chưa nữa, mà nhìn có vẻ cũng bắt mắt và thấy thèm chảy nước miếng quá nè. Thôi bây giờ chuẩn bị hưởng thức để coi mùi vị nó làm sao nha, mà mọi người ăn cùng luôn nè. Thì lúc nãy nhọn cắt có chừa lại vài cái đùi to to đang chúc mình cạp ăn, cầm cái đùi cạp vô xé ra một cái y chang như thịt gà luôn. Cái phần thịt của nó cũng có sớ sớ với lại ăn nó thơm. Tính ra thịt của chuột đồng ăn nó cũng ngon dữ lắm đó mọi người, nhưng mà có nhiều người sợ không có dám ăn. Trời ơi, ta nói uổng phí cái món dân dã miền Tây ghê không. Theo nhọn được biết là chuột đồng làm ra được nhiều món lắm, nào là các món chuột xào rau găm như nhọn mới làm nè, rồi chuột nướng chao, rồi chuột nướng lu, rồi chuột nấu canh chua nữa. Trời ơi, chuột nấu canh chua ăn được luôn hả? Ăn ngon không mọi người? Để bữa nào có chuột nữa thì nhọn sẽ làm thử cái món chuột nấu canh chua để ăn nha.